Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay đã đi shopping về mệt quá, nhưng mà cũng ráng tranh thủ làm một vài video ha. Vì nó mới quá, nó nóng quá, cho nên là CC cũng rất là happy để chia sẻ những gì mà mua được ngày hôm nay. Nhưng mà làm biết tới bao giờ mới xong. Vì ngày hôm nay mua được rất là nhiều những cái mà CC rất là ưng ý. Thì mua những cái mặt hàng mới cũng có, mặt hàng cũ đã qua rồi, hoặc là những cái mặt hàng mà CC chờ đợi bao nhiêu tháng trời luôn, bây giờ mới on sale cũng đã mua được trong ngày hôm nay. Hôm nay đã đi với cô cháu đi tới 4 nơi, 4 tiểu bang. Đi từ hồi 2 giờ chiều mà cho tới 9 giờ tối mới về tới nhà. Thì bây giờ để CC giới thiệu với cả nhà. Đây là bộ Puma màu trắng và màu đen ha. Cái quần này đó là CC mua lâu rồi. Cái dạng quần này đó là CC không có bao giờ mặc. Vì CC thấp người, CC mặc dài như vậy nó không đẹp. CC mặc tới đây, tới đùi hoặc là ngắn lên, tuốt ở trên này thì yes. Mà dài luôn thì không có bao giờ mặc. Mua nhiều lắm vì cái phọt nó đẹp, cái dáng quần nó đẹp. Cho nên cứ mua về treo đó để nhìn, để ngắm thôi. Nhưng mà sau này cũng có rất là nhiều bạn muốn mua, cho nên là CC để lại. Thì ai thích thun lạnh thì mặc thun lạnh, ai thích những loại thun cô tông thì mặc thun cô tông. Thì đây là cái quần mà CC mua phải nói là mấy tháng rồi, lâu lắm rồi, vì nó đẹp quá, cho nên là CC cứ mua như vậy thôi. Nhưng mà thật sự là chưa tìm được cái áo nào mà ưng ý với cái quần này để cho CC phải làm một cái video gửi đến cả nhà cả. Thì ngày hôm nay CC đi đã mua được một cái áo thun Puma. Lý do vì sao mà CC về muốn làm cái video này liền là tại vì lần đầu tiên CC mới thấy được một cái dạng cô tông các bạn. Nhưng mà cái này là cái cô tông gì đó CC không hiểu nữa, nó lạ lắm. Không dày, không mỏng, nhưng mà sờ tay vào đó, nó mịn lắm, nó mát lạnh luôn. Chứ nó không giống như là những cái áo cô tông mà bao lâu nay CC review với các bạn. Với lại nó thích ở cái gì các bạn? CC nó vò lại rồi, CC thấy nó cũng có nhăn một chút, nhưng buông tay ra nó hết nhăn liền. Còn đa số những cái áo cô tông của chúng ta thì chúng ta mặc là chúng ta biết rồi, nó phải nhăn. Kiểu dáng đẹp mà nhìn nó rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn cho cái áo này. Đơn giản. Với lại các bạn biết cái gì mà CC thích không? Biết rằng là vải cô tông đó, nhưng cái mình vải nó bóng, nó lạ lắm, nó đẹp lắm. Lần đầu tiên mới thấy cái loại mình vải như vậy nha các bạn. Chứ bao lâu nay thì áo thun cô tông thì CC thấy đầy và CC nhiều lắm. Nhưng mà đây là một cái loại mình vải mà CC lần đầu tiên thấy được. Nó láng, nó mát rượi à. Chứ không phải là lạnh đâu, không có lạnh như là thun lạnh của chúng ta ha. Mát rượi, nó bóng bóng một tí thôi, không có bóng bóng nhiều ha. Mà nó đơn sơ, nó không diễn tả được. Nhưng mà nó quá là đẹp luôn đó. Thật sự là quá đẹp cái áo này. CC mua đó, size small. Bạn nào muốn mua lại thì mua, không mua CC để dành mặt. Thì khi CC về rồi đó, CC mới nhìn coi. CC lấy cái quần này ra thì thật sự là quá tuyệt vời. Lý do là vì sao? Vì cái quần này của chúng ta có một con Puma, áo đen Puma trắng. Cái quần này ngay chỗ cái trắng có con Puma đen. Đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. CC phối hai cái này vào với nhau, CC cảm thấy rất đẹp, ưng ý, lịch sự mà đẹp. Kế tới CC lấy ra cái giỏ này. Cái giỏ này là của CC ha, CC có đủ màu luôn đó. CC có màu trắng, màu đen, màu xanh và màu hồng. Cái màu hồng đó, nó bằng ni lông. Cái đó CC có thể mang ra biển để dưới cát được. Còn những cái này đó, mang ra biển để dưới cát, cát nó chui vào những cái lỗ này, không có được ha. Cho nên đặc biệt cái màu hồng, để CC lấy cho coi. Đây là một cái túi bằng ni lông. Khi mang ra biển đó, chúng ta có thể để được dưới cát, nước đổ vào hoặc là nước ở hồ bơi cũng không sợ bị ướt. Chúng ta có thể đựng được rất nhiều đồ ăn ở trong này,
để xách ra biển. Ở lớp ở trong cũng là ni lông. Để CC coi mấy cái này. Tất cả bằng ni lông. Nhưng mà cái này đó thì chắc chắn là mang ra biển không được đâu. Cá á, sẽ chui vào những cái lỗ lưới này. Dễ dặt, đúng. Nhưng mang ra biển cái này thì CC nghĩ không được. Muốn đi ra biển phải mang theo cái này. Vì nó là ni lông. Có một cái duy nhất. Cái này CC mua lâu rồi. Nhưng mà vì có một cái à, mà CC là đi biển nhiều đó. Cho nên là CC không có khoe với các bạn. Với lại biết làm sao không? Nhìn á, sơ sơ qua, thật sự là nó không đẹp bằng được mấy cái này. Mấy cái này vừa đẹp, vừa bụi, vừa sang. Nhưng cái này đó, nhìn nó rất là bình thường. Cho nên là cũng không mua được nữa, có một cái. Cho nên thôi CC để lại xài ha. Vì CC đi ra biển với các cháu nhiều đó. Cho nên là CC mang theo đồ ăn và linh tinh, chip hoặc nước cho các cháu. Thì ngày hôm nay đó, lần đầu tiên CC thấy được cái màu này. Chưa bao giờ chúng ta có thể thấy cái màu này đúng không ạ? Màu tím. Lạ mà đẹp vô cùng luôn. Nếu chúng ta mặc một cái áo màu tím hoặc là trắng hoặc là đen hoặc là gì đó, nó lạ vô cùng đến mức độ mà CC thấy lấy ngay không cần suy nghĩ. Cái này nó giống như tím tím hồng hồng đó, nhưng mà trong phone của CC là nó sáng quá. Nhưng mà ở ngoài màu nó không có sáng được như vậy ha. Quá là đẹp. Một cái duy nhất. Đi bốn tiệm có một cái một. Có nhiều cũng mua nhưng mà không có. Một cái duy nhất. Giá tiền cũng bằng y như những cái mà các bạn đã mua. CC nghĩ đó chắc phải là trên 20 bạn đã mua được cái loại túi này của CC rồi. Từ các bạn ở Mỹ cho tới các bạn Việt Nam và các nước. Đúng không ạ? Người thì mua được màu trắng, người thì mua được màu đen. Có ai muốn mua thêm cho đủ màu thì cứ cho CC biết ha. Cái màu xanh thật sự giờ CC để đâu nó tìm không ra luôn các bạn. Màu xanh CC có hai cái. Màu xanh đó thì CC nghĩ nếu mà các bạn mặc những cái váy jean, những cái đầm jean, thì các bạn đeo cái túi đó là perfect luôn, là đẹp, vô cùng đẹp. Nhưng mà giờ để đâu tìm không ra, cho CC hẹn lại video sau đi. Tìm ra CC cho cả nhà biết ha. Nhưng mà cái túi này là ngày hôm nay. Đẹp quá là đẹp, một cái duy nhất. Thì bạn nào mà muốn mua, cho CC biết nha. Đã có một cái duy nhất thôi. Puma túi lưới. Rộng lắm nha, rất là rộng. Các bạn tha hồ mà để đồ ha. Đã. Thì đây là bộ đồ Puma. Áo size small, quần size small và cái túi lưới. Một bộ như vậy là trên cả tuyệt vời luôn. Nói thật luôn. Tiếp theo nè. Tên 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 tên. Cả nhà có thích không ạ? À? Quá là đẹp luôn. Thiệt là xuất sắc luôn. Trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Đẹp lắm luôn đó. Vì CC để ở trong bao đó. Lái xe tới mấy tiếng lận mới về cho nên nó nhăn đó. Vải cô tông, hút mồ hôi. Thật là tuyệt vời cái này. Có một cái à, có nhiều là mua hết luôn á. Nhưng mà không có. Một cái duy nhất thôi. Ở trong chúng ta có thể mặc một cái quần thun ngắn hoặc là quần thun lẫn, hoặc là các bạn có thể mặc với quần thun dài như vậy với một cái áo Puma. Trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Có một cái duy nhất thôi, size small. Nếu mà các bạn nào mà cảm thấy nó dài đó, giống như CC mà cảm nhận được nó dài như vậy đó, CC cột nó lên. Đẹp không ạ? Có thể cột ở đằng trước, túm lại đằng trước cột lên. Hoặc là mình cột ở bên hông. Rất là đẹp luôn. Có một cái thôi nha. Bạn nào thích liên lạc với anh Sa 0982571934. Các bạn ở Mỹ liên lạc với CC 7144255869 để mua được hết tất cả những cái gì hiệu Puma trong video này. Ồ, CC quên. Anh Sa có thông báo rằng là anh Sa sẽ bận 3 ngày vì anh Sa phải đi theo một cái phái đoàn từ thiện
đi làm từ thiện ở đâu đó xa lắm ha, cho nên là các bạn nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho anh Sa thì anh Sa không có thể bắt phone được, vì vì có thể là sống yếu hoặc là bất kỳ cái gì, hoặc là anh đang bận để làm những việc gì đó, thì đi trong một đoàn rất là đông người, cho nên là anh cũng rất là ngại vì công việc của anh là chụp hình cho những cái tổ chức từ thiện như vậy ha. Cho nên là bạn nào mà liên lạc với anh Sa không được, hãy kết bạn với CC trong những ngày anh Sa bận. Số phone của CC là 714 425 5869, 714 425 5869, Viber hoặc là Zalo. Nhưng mà nói nghe nè, CC không có xài Zalo nhiều, CC nói chung là không biết xài luôn á, không có quen nữa ha. Cho nên là tốt hơn hết các bạn kết bạn với CC ở bên Viber. Nhớ nè, đừng có gọi cho CC, nhắn tin cho CC đi. Tại vì sao? Mấy hôm nay là bắt đầu CC phải tập trung làm cái câu chuyện của anh Bằng, anh tâm sự với CC rồi. Cho nên là hãy để cho CC tập trung. Các bạn nhắn tin CC đọc được. CC đang rất sợ khi mà CC đang làm câu chuyện là điện thoại gọi vào, là làm cho CC bị lạc hướng liền à các bạn. Đó, thành ra thương CC, giúp CC để CC đưa câu chuyện của anh Bằng tới sớm nhất. Đó, cho nên là nhắn tin cho CC. Chị CC, em tên như vậy nè, em muốn mua cái áo này, cái quần này, cái giỏ này, chụp hình gửi cho CC luôn. CC nhận được tin nhắn, CC trả lời liền trong những ngày anh xa bận ha. Hãy giúp CC điều đó đi. Những cái gì mà CC giới thiệu với các bạn có một cái một, cho nên bạn nào nhanh sẽ mua được. Các bạn có thể thanh toán tiền bên anh xa, nhưng có thể hỏi CC bất kỳ điều gì, CC sẽ trả lời khi có thể ha. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye.